Chương 295 Thủy Triều lên xuống Dạ, đường phong vỗ đầu một cái, ảo não thở dài một tiếng. Rõ ràng quên hỏi tên nàng là gì rồi. Nhắc tới lại thấy buồn cười. Nữ nhân này miệng cưỡng cũng được coi là một nửa cựu nhân của hắn. Không ngờ cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết được tên họ của nàng. Sau này sẽ quan minh chính đại đi đến ngược đại mình sao? Đường Phong khẽ cười một tiếng, trong nội tâm chiến ý dân trào nàng càng ngược đãi chính mình là càng có thêm động lực có một câu nàng cũng không có nói sai nàng làm như vậy quả thật là có lời đối với bản thân mình chỉ là không biết xuất phát điểm nào của nàng có phải là muốn tốt cho mình hay không bất quá nữ nhân vừa bá đạo vừa nhỏ mọn như vậy tự nhiên sẽ không thể muốn tốt cho mình được chỉnh đốn lại tâm tình đừng phong lại đi tới phòng suốt một đêm ngồi tu luyện hắn cố gắng đem bản thân khôi phục đến trạng thái đỉnh phong dù sao dựa theo ngựa khí của sở văn hiên mà suy đoán hậu thiên thí luyện cũng không phải là chuyện đùa, đường phong cũng cần phải cẩn thận xử trí ngày hôm sau trời còn chưa sáng đường phong đã tỉnh bên ngoài phòng truyền đến vô số tiếng bước chân có một số người đang tu luyện công phu quyền cước xem ra tất cả mọi người đều đã thích ứng với thời gian nghỉ ngơi cùng tập luyện trong suốt thời gian 2 tháng bị dài vò. Cho dù đến hôm nay có thể ngủ ngon nhất. nhưng không một ai lãng phí thời gian ở trên giường. Ngược lại tất cả đã sớm bò dậy. Ngày hôm nay không có việc gì, đường phong cũng không có cùng những người kia, đồng dạng đi rèn luyện quyền cước, bà là xin phép sợ Văn Hiên đi ra ngoài. Một cái thân ảnh chậm rãi đi trên bờ biển, sau đó tìm một khối đá ngầm ngồi xuống bất động. Chuyện gì cũng không làm, chuyện gì cũng không muốn, chỉ yên lặng xem thủy triều lên xuống, nhìn những đám mây bay trên bầu trời. Mỗi lần tới biển, tâm tình hắn đều trở nên vô cùng trong vắng. Giờ phút này cũng như vậy, cả người phản phất biến thành một hồ nước trầm tĩnh. Cho dù trước mặt hắn là những cơn sóng biển hung mạnh, gió biển gào thét bên tai, nhưng bản thân hắn vẫn bất động ngồi đó, toàn bộ cảm giác đối với ngoại giới vô hình được phóng đại lên đạo tu luyện cần phải kết hợp cường nhu. Hai tháng huấn luyện với cường độ cao như vậy là đã đủ rồi. Vô luận thân thể hay là tinh thần đều cần phải thư giãn một thời gian. Sóng biển đánh lên bờ đá, nước biển bắn tung tóe làm ướt quần áo của đường phong. Chỉ là mặc dù đường phong không vận công, quần áo ướt cũng sẽ lập tức được sấy khô. Chỉ trong phút chốc, biển liền bốc hơi thành khí, sau đó liền tiêu tán một thân cường khí, phản phất như cùng linh khí ngoại giới hồ ứng lẫn nhau. Ở trong đan điền, cùng với trong kinh mạch, rung động không thôi. Nói cho cùng, cường khí trong cơ thể người tu luyện đều là linh khí từ bên ngoài thu nạp vào bên trong cơ thể mà chuyển hóa thành, hoặc là lắng động trong đan điền, hoặc là tiến vào bên trong kinh mạch để cho bản thân sử dụng. Chẳng lẽ mỗi người đều phải thu nạp linh khí ở ngoài giới trước, sau đó mới có thể sử dụng có thể trực tiếp sử dụng linh khí mà không cần thu nạp được hay không. Trong phút chốc, một cái ý niệm cổ quái hiện ra bên trong đầu của đường phong. Một người, cho dù cường đại tới mức nào, thân thể cũng có cực hạn. Cho là thiên giai cao thủ đỉnh phong, năng lượng dung nạp bên trong thân thể cũng không cách nào cùng thiên nhiên đánh đồng. Tự nhiên, cũng có thể ví như là một cổ thân thể vô hình, vô cùng khổng lồ, khiến cho nhân loại không cách nào khống chế mà bên trong cổ thân thể này chất chứa vô cùng cương khí. Nếu một người có thể điều động đám cương khí này để cho mình sử dụng, vậy thì người đó có thể cường đại đạt đến trình độ nào? Nghĩ tới đây, Đường Phong bỗng cảm thấy linh khí chung quanh bản thân, phảng phất dường như động đầy. Loại cảm giác này rất hư vô, rất mơ hồ. Sau khi cẩn thận quan sát thêm một lần, Đường Phong chợt phát hiện linh khí chung quanh bản thân dường như là có thể phân biệt rõ ràng hơn. Nếu như nói linh khí có thuộc tính bất đồng thì có màu sắc bất đồng. Như vậy, từ khi đi vào cái thế giới này, đường phong không nhìn được bất cứ thứ gì, chỉ cảm giác được thế giới này là một mạng hỗn độn. Mà lần đầu tiên đi tới bờ biển, đường phong lại có thể cảm giác trong thế giới hỗn độn này xuất hiện nhan sắc bất đồng. Đây là việc mà mỗi vị thiên giai đều có thể làm được. Hiện tại, những màu sắc này lại càng thêm rõ ràng. Linh khí bên trong thế giới cũng bắt đầu có đủ loại màu sắc. Tươi sáng, rực rỡ, giống như hàng vàng đóa hoa kiều diễm đồng thời nở ra, khiến cho người ta cảm động, khiến cho người ta lưu luyến, khiến cho người ta vui mừng. Đường Phong không biết một phen suy nghĩ lung tung này của mình đã vượt qua toàn bộ thiên gia cao thủ mặc dù đã bộ phận thiên gia cao thủ cũng không thể phân biệt linh khí một cách xuất sắc như vậy đáng tiếc là cường tâm của bản thân là một cái tiểu khô lâu không có cách nào sử dụng bất kỳ chủng linh khí có thuộc tính nào cho dù cảm thụ được cũng có tác dụng không lớn cũng chỉ khiến tốc độ hấp thụ linh khí của mình nhanh hơn một chút việc này khiến đường phong không khỏi thở dài trong nội tâm càng thêm kỳ vọng tìm kiếm được ngụ liệu căng để linh khiếp nhang luyện giúp mình linh lùng biến cường đan. Chỉ cần trong tay có linh lùng biến cường đan, bản thân mình có thể diễn sinh ra một cái cường tâm khác có thuộc tính, có thể điều động những tia linh khí mà mình quan sát được. Chỉ là từ lần trước ra biển thu thập được tuyến ngư thạo, từ đó về sau, chuyện tìm kiếm ngụ liệu căng đã bị chậm trễ rất nhiều thời gian. Loại sự tình này không thể quang minh chính đại hỏi thăm người khác. Ngược lại, mình có thể lấy được tin tức từ trên người của vị bàn dược vương kia. Dù sao, hắn cũng biết mình tìm kiếm những loại dược liệu này. Hắn chỉ là không biết mình tìm kiếm để mà làm gì thôi. Lặng lặng ngồi một mình trên bờ biển suốt cả một ngày, thăm dò thế giới đủ loại màu sắc kia, quen thuộc cảm giác mỗi chủng linh khí mang lại, thử cùng chúng cầu thông, đối xử với chúng như những đứa trẻ con, chơi đùa cùng chúng. Đợi cho đến khi màn đêm buông xuống Đường Phong mới chậm rãi đứng dậy, đem tâm thần thu liễm lại. Bỗng nhiên, bản thân lại có một thu hoạch ngoài dự liệu. Lần trước, Đường Phong cũng có một ít phát hiện. Đó chính là mình không cần vận công, linh khí vẫn không ngừng tiến vào bên trong thân thể. Chỉ là lúc đó, số lượng linh khí tự động dung nhập vào trong cơ thể mình thật sự quá thừa thớt. Đối với bản thân mình cũng không có tác dụng gì lớn, cho nên Đường Phong cũng không có để ý. Hơn nữa, trạng thái này chỉ kéo dài một ngày liền biến mất. Nhưng trạng thái bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Không cần vận công, không cần tận lực hấp thu linh khí. Nhưng linh khí tứ phía lại tự động dung nhập vào bên trong thân thể. So với lần trước, cường độ lớn hơn rất nhiều. Tuy rằng so với việc tự thân tu luyện thì còn kém xa. Nhưng nếu mỗi ngày đều có thể bảo trì trạng thái này, tích tiểu thành đại, lợi ích mang đến quả thực cũng không nhỏ chút nào. Chị e thân thể mình lại xuất hiện dị chứng gì. Đường Phong vội vàng đem cái phát hiện này nói cho Linh Khiếp Nhan. Chương 296 Thiên Nhân Hợp Nhất Tiểu nhà đầu sau khi nghe xong cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vỗ tay tán dường nói. Phong ca ca huynh thật là lợi hại, rõ ràng chỉ có tu vi huyền giai, không ngờ là có thể đạt đến trình độ này. Cái này quả thật là chuyện tốt sao? Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Linh Khiếp Nhan giải thích nói. Chỉ khi thực lực đạt tới thiên giai mới có thể phân biệt chủng loại cùng thuộc tính của linh khí. Nếu có một cương tâm phù hợp, có thể huy động linh khí, đem chiêu thức cùng với lực lượng của tâm lực đẩy tới mức cực hạn. Nhưng chỉ có thiên giai cao thủ mới có thể đạt tới loại trình độ này. Nếu thiên giai cao thủ có ngộ tính tốt một chút, có thể thông qua cường khí trong cơ thể mình, cộng minh cùng linh khí ngoại giới, không cần vận công cũng có thể thu nạp linh khí. Nếu lực cộng minh lớn hơn một chút, trạng thái này sẽ được bảo trì liên tục, bởi vì lý do này, một vị thiên giai cao thủ trong lúc chiến đấu vẫn có thể bổ sung lực lượng tiêu hao của bản thân, thậm chí trong khi chiến đấu, ngay cả công pháp cũng sẽ tự động vận chuyển, cường khí trong cơ thể tuần hoàn không thôi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trừ phi là bản thân chết đi. Đường Phong cả kênh nói. Nếu một người có thể bất luận thời gian nào đều có thể vận chuyển công pháp của bản thân, cái này chẳng phải tương đương với việc bản thân hắn luôn bảo trì trong trạng thái tu luyện, không cần tự mình thúc giục sao? Đúng, Linh Kiếp Nhàn nói. Loại trạng thái này gọi là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Đường Phong thì thào một tiếng. Tạ, cái này, cái này. Phong ca ca, Huỳnh vẫn còn kém lắm đó, cho dù tiêu thúc cùng đoạn thúc cũng không đạt tới cảnh giới này đâu. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái để cho linh khí ngoại giới không ngừng dung nhập vào bên trong bản thân. Nhưng không có cách nào để cho công pháp tự động vận chuyển. Muốn tu luyện, bọn họ cũng chỉ có thể tự mình đã tỏa tu luyện mà thôi. Phòng ca ca, huynh biết vì sao không? Linh khiếp nhang nói được một nửa câu, chợt dừng lại. Phản phất dường như không muốn đường phong biết được. Ngự khí thay đổi nói. Huỳnh biết vì sao 10 năm qua hai người bọn họ chưa từng giết người không? Không phải là buôn hóa giải một thần sát khí cùng lệ khí sao? Đây chỉ là quá trình, không phải là mục đích. Linh Khiếp Nhan giải thích nói. Mục đích thật sự của bọn họ chính là tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Chỉ có hóa giải một thần sát khí cùng lệ khí mới có thể chính thức đạt đến thiên nhân hợp nhất. Tới lúc đó thực lực của bọn họ còn mạnh hơn nhiều đường phong vẻ mặt sợ hãi tiểu thúc cùng đoàn thúc đã xem như là đứng tại đỉnh phong thiên giai trong thiên hạ nếu như là đơn đả độc đấu cơ hồ không ai là đối thủ của bọn họ nếu như thực lực của bọn họ còn trở nên mạnh mẽ hơn như vậy thì khủng bố tới trình độ nào phong ca ca huynh cũng đừng nặng lòng chưa từng có một ai ở cảnh giới huyền giai đạt đến trình độ như cụ huynh đâu huynh cũng đã được coi là tiền vô cổ nhân hậu vô la giả trạng thái bây giờ cụ hình xem như miệng cưỡng chạm được đến cánh cửa thiên nhân hợp nhất nhà đầu người đang nịnh bờ ta sao đường phong khẽ cười một tiếng không cần lo lắng trong nội tâm đường phong ta năng lực thừa nhận cũng không có yếu đuối như vậy cũng không có mơ tưởng hạo huyền thực lực là phải từng bước tiến lên cảnh giới cũng phải chậm rãi từ tu luyện người ta chỉ lo lắng thôi mà lên kiếp nhang làm nụ nói Phòng ca ca, huynh có phát giác ra không? Số linh khí tự động dung nhập vào thân thể huynh cũng không phải là toàn bộ đều lắng động bên trong đan điền cùng kinh mạch. Đã cách khác, cho dù có thêm linh khí dung nhập vào hơn nữa, cũng chỉ có một phần rất nhỏ được huynh sử dụng, còn lại tuyệt đại bộ phận theo hơi thở của huynh lưu chuyển ra ngoài. Đường phong nhẹ gật đầu, hắn quả thực có thể cảm thụ được việc này. Cho nên nói, thì nhân hợp nhất mới chỉ là mục tiêu mà thôi, cần phải có công pháp bản thân tự động vận chuyển, đem lên khi lắng động, thu vào bên trong đan điền cùng với kinh mạch. Đây bị chính thức thuộc sở hữu của huynh để huynh sử dụng. Để bước vào cảnh giới này, mặc kệ là ngươi đang làm gì, công pháp đều có thể tự động lưu chuyển cùng tương đương với việc ngươi bệnh viện, viện đã tòa tu luyện rồi. Như vậy, thực lực cùng sức chiến đấu sẽ được tăng cường mỗi giây mỗi phút có thể nói, cảm thụ được các chủng linh khí bất đồng là một cảnh giới. Đường phong hiện tại đã đạt đến cảnh giới này để cho cường khí bên trong cơ thể cùng linh khí ngoại giới sinh ra công minh, khiến cho linh khí tự động dung nhập vào trong bản thân hắn. Mà cao đoạn cảnh giới, ngay cả hai người tiêu thúc cùng đoạn thúc cũng không làm được. Cao đoạn cảnh giới chính là thiên nhân hợp nhất. Công pháp trong cơ thể tự động vận chuyển, đem linh khí chạy vào bên trong cơ thể, chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Thiện nhân hợp nhất, bản thân mình cần thời gian không bao lâu đã có thể đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng này. Ngay cả hai đại sát thần cũng không theo kịp. Về phần trạng thái bây giờ của Huynh, có lẽ là do cường khí trong cơ thể đã có một tia cộng minh. Linh Kiếp Nhan tiếp tục giải thích nói. Bất quá trạng thái này có lẽ duy trì không được vài ngày, sau đó sẽ biến mất. Đến lúc đó, nếu Huỳnh muốn thu nhận linh khí từ ngoại giới mà nói, vẫn phải luyện công tu luyện. Từng có một lần kinh nghiệm như vậy, mặc dù linh khiếp nhang không nói, đường phong cũng có thể đoán được. Lần trước duy trì không đến hai ngày, lần này không biết có thể duy trì được mấy ngày. Coi như cũng có chút an ủi, chính là mình đã chạm đến cánh cửa thiên nhân hợp nhất. Một đường quanh co khúc khủy, quay trở lại ô long bạo. Đường phong cảm nhận trạng thái thân thể hiện tại từ trong tới ngoài đều cảm thấy không thể tốt hơn. Hoàn toàn có thể nói là đã khôi phục đến trạng thái định phong. Ban đêm, hắn cũng không có đả tòa tu luyện mà là ngủ một giấc ngon lành. Đường Phong cảm thấy đã từ rất lâu rồi, hắn còn chưa có ngủ một giấc ngon như vậy. Từ khi biết được cô cô bên trong cử kiếm môn gặp chuyện không may, bản thân mình phải rời khỏi thiên tú, cuộc sống quả thật là vô cùng phiêu hút bất định cho đến khi vào ô lòng bạo cũng gặp qua không ít trắc trở, căn bản là chưa từng có một đêm nào có thể buông thả mà nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, đường phong đã thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân một phen, liền đi ra ngoài tập luyện một chút co dạng gần cốt. Sau khi ăn điểm tâm xong, sợ văn hiên lại triệu tập tất cả mọi người. Hôm nay chính là ngày kiểm tra thành quả huấn luyện của giai đoạn thứ nhất hôm trước Sở Văn Hiên đã từng nói qua, đây là một đợt thí luyện rất nguy hiểm, nhưng nội dung cụ thể lại không đề cập đến. Thiết đồ cùng cựu thiên biến hai người cũng đã đi đến bên cạnh đường phong. Hơn 100 người, trong đó có một số người không quá tự tin, vẻ mặt có một chút sợ hãi. Sợ bản thân mình trong khi thí luyện gặp phải tao ngồi gì ngoài ý muốn. Thậm chí còn vài người ánh mắt thâm quần. hiển nhiên là đêm qua không ngủ được nhưng năm người nhóm đường phong, vậy mặt đều vẫn đàm phong khinh. Chương 297 Đặc biệt chiếu cố Có thể nói, đại đa số mọi người ở đây đều tự tin, tin tưởng mình có thể thông qua thí luyện này. Dù sao, cũng đã cực khổ hai tháng, mọi người đều đã mạnh thêm không ít. Từ khi mấy người đường phong tập trung đông đủ, Thu Tuyệt Âm vẫn không ngừng chăm chú nhìn đường phong. Đôi mắt không khác gì bị nam châm hấp dẫn gắn chặt trên người đường phong. Đường phong tự nhiên phát giác ra, nhưng không có ý tứ dò xét, chỉ nhàn nhạt cười với nàng. Vốn tưởng rằng nàng sẽ thu hồi ánh mắt, ai ngờ nàng lại càng chồng chọc, chọc, dán mắt vào mình, trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Người nhìn cái gì? Đường huynh trên mặt nở hoa hay sao? Cựu thiên biến tò mò hỏi. Thu tuyệt âm khẽ nhíu đôi mì thành tú, kỳ quái nói. Ta tại sao lại có cảm giác Đường môn hôm nay so với mọi ngày Có chút gì không giống Cái gì mà không giống lúc trước Cựu thiên biến cũng lập tức nhìn đường phong vài lần Đánh giá từ trên xuống dưới một hồi Vốn hắn cũng không cảm thấy Chỉ là nghe thu tuyệt âm nói như vậy Hắn cũng có chút cảm giác là là Đại khái là tối qua ta ngủ rất ngon Đường phong nhàn nhạt, nhạt đáp Bọn họ cảm thấy mình không giống Là bởi vì trong lúc này linh khí ngoại giới đang không ngừng chạy vào bên trong cơ thể mình. Chỉ là bọn họ chưa có đạt tới cảnh giới kia, không có cách nào nhìn thấy ảo diệu bên trong, chỉ là cảm giác có chút lạ lạ mà thôi. Đương nhiên, Đường Phong cũng sẽ không giải thích. Tối hôm qua, ta cũng ngủ rất tốt, sao không có cảm giác này? Cái này, cái này, đúng là loại cảm giác như tắm trong gió xuân. Thiết đồ nhận nhìn cả bụi, cuối cùng cũng tìm được từ biểu thị ý nghĩ trong lòng. Hạ Hương Ngân một bên nói, đường môn luôn luôn khiến cho các cảm giác như tắm trong gió xuân. Lời vừa ra khỏi miệng, mặt đã đỏ lên, vội vàng đưa ánh mắt của mọi người qua một bên, giả bộ, điềm nhiên như không có chuyện gì. Đúng lúc này, sợ văn hiền nói, vừa nói vừa còng lưng xuống, rút ra từ sau lưng một vật, dường như là được làm bằng sắt, thành âm khàn khàn nói. Xem ra các người đã có giác ngộ khá tốt đối với tử vong. Không cần nhiều lời thêm, hôm nay chính là ngày kiểm tra thành quả giai đoạn tu luyện thứ nhất của các ngươi. Nếu không muốn chết thì cố mà lấy ra một điểm dụng khí. Bây giờ lập tức đi theo ta. Sau khi nói xong, lập tức đi đầu dẫn đường. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng tiết lộ qua một chút nội dung thí luyện, thần thần bí bí, khiến cho mọi người phỏng đoán không thôi một đám người hào hào đạn đạn theo sát phía sau hắn đi thẳng về phía dải phòng ốc ở phía đông dải phòng có chừng mấy trăm phòng phạm vi bên ngoài mỗi căn phòng đều được vây thành một hình tròn tất cả các phòng này đều được dựng ở bên trong một vòng tròn cực lớn hơn nữa tất cả các phòng đều được phong kín chỉ có một cánh cửa thông ra bên ngoài bên ngoài bị khóa chặt phía trên nóc chỉ có một lỗ thông hơi nho nhỏ nơi này đã có hơn 20 hắc y nhân đứng chờ. Thời điểm tới nơi này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm nhận được mỗi căn phòng trong vòng tròn kia tràn ngập một cổ khí tức cuồng bào, phẫn nộ. Đó là một cụ khí tức khá nguy hiểm. Vô số những cụ khí tức như vậy hội tụ cùng một chỗ, đủ để khiến cho người ta phải cảm thấy sợ hãi. Trong đó đến tụt cùng là cái thứ gì, không ai đoán ra được độc nhãn quái nhân chỉ tay vào đường phong cùng không dư hận. Hai người các ngươi lặn ra đây. Đường phong nhướng mày, cùng không dư hận chậm rãi, đi ra từ trong đám người, đứng trước mặt độc nhãn quái nhân. Hai tên tiểu bối các ngươi chờ một lát, ta an bài cho những người khác, sau đó sẽ đến xử lý các ngươi. Vừa nói, vừa hướng những người còn lại, rồi nói. Trong mỗi căn phòng, đều có thứ cần thiết để các ngươi thông qua thí luyện mỗi người tiến vào một gian, yêu cầu đặt ra bên các người chỉ có một. Trong vòng một canh giờ không chết thì được coi là hoàn thành thí luyện. Đương nhiên, nếu hoàn thành sớm hơn cũng có thể đi ra. Các người tốt nhất nên cẩn thận một chút. Ngàn bằng lần đừng vừa mới bước vào đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Nói xong, sở văn hiên quay đầu nói với những hắc y nhân. Bắt đầu đi. Hơn 20 tên hắc y nhân khẽ gợt đầu, liếc mắt nhìn mọi người nói đi theo chúng ta. Một đám người vô cùng thấp thỏm đi sát theo sau những hắc y nhân. Đường Phong cùng không dư hận vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn bọn hắn. Đợi cho đến lúc mọi người đi đến trước căn phòng. Hơn 20 hắc y nhân lập tức nhấc bọn họ lên. Hướng cái lỗ thông gió trực tiếp ném thẳng vào bên trong. Thủ pháp vô cùng gọn gàng, không chút dây dưa dài dòng nào. Mấy người còn lại muốn phản kháng cũng chạy không thoát khỏi bàn tay của mấy hắc y nhân vừa đi vừa ném, cơ hồ mỗi một căn phòng đều có một người bị ném vào. Về sau, những người còn lại đã rút ra kinh nghiệm, dù sao cũng phải đi vào, đợi người khác ném mình không bằng tự mình đi vào, vì vậy không cần hắc y nhân đồng thủ, mọi người đều tự mình nhảy lên cái lỗ, sau đó xông vào bên trong phòng. Hắc y nhân cũng không có ngăn cản, chỉ lặng lặng nhìn mọi người, chưa đến một khắc, hơn 100 người đã đi vào bên trong những căn phòng. Từ trong những căn phòng kia, lập tức truyền ra tiếng đánh nhau, còn có tiếng gạo thét phẫn nộ cùng thu rống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Xem ra đã có người bị những thứ trong căn phòng kia giết chết rồi. Nghe thấy những thanh âm thu rống, đường phòng những mày thấp giọng nói. Linh thú! Sở Văn Hiên mỉm cười gật đầu. Không sai, hơn nữa là linh thú đã bị bỏ đói vài ngày hùng tính đã hoàn toàn bị kích phát ra. Phương thức chiến đấu của linh thú tuy không biến hóa đa dạng như nhân loại, linh trí không cao, không biết dương trường tỷ đoạn, nhưng trực giác chiến đấu của bọn chúng lại phi thường cường đại. Nhất là những con thú bị nhốt dưới sự đó khác đã vài ngày qua. Hiện tại chúng nhất định là không thể chờ đợi được, muốn đem mấy người xông vào kia, sẽ thành mảnh nhỏ chén cho no bụng. Bản tính hung tàn sẽ bị kích phát triệt để mấy căn phòng này diện tích cũng không lớn. Ngoài trừ cái lỗ thông ra bên ngoài, cơ bản là đã bị phong kín. Ở bên trong phòng, muốn di chuyển sẽ rất khó khăn, làm gia tăng độ khó kích sát linh thú. Trách không được, sợ Văn hiền từng nói, thí luyện lần này sẽ có rất nhiều người chết. Trong hoàn cảnh này, không chết người mới là chuyện kỳ quái. Ô lòng bảo, từ nơi nào lấy ra được nhiều linh thú như vậy? Đường Phong nghi hoặc hỏi, muốn những linh thú này có thể cản trở những người như hắn, ít nhất cũng phải là tam giai đình phong, thậm chí là tứ gia linh thú. Chỉ có những linh thú đạt đến cấp bậc này mới có năng lực đối kháng, thậm chí giết chết những người như hắn. Linh thú như vậy, nếu bị người ta giết chết, quả thật là vô cùng đáng tiếc. Đường phong còn nhớ thiết phòng cốt của vạn thú môn cũng chỉ có 600 linh thú mà thôi, mà lão đầu này coi mỗi con linh thú đều không khác gì bảo bối. Sở Văn Hiên nhàn nhạt, liếc nhìn đường phong nói. Cũng chẳng là điều cơ mật gì. Tất cả những linh thú nơi đây đều do ô Long bảo nuôi dưỡng. Làm sao có thể chứ? Đường phong kinh hô một tiếng. Nếu như ô Long bảo quả thực có nhiều linh thú như vậy cung cấp cho môn hạ đồ sát, vậy thì thực lực của ô Long bảo đã kinh khủng tới bậc nào? Phải biết rằng đây chỉ là thí luyện trong năm nay thôi. Một năm gần 100 con linh thú tam giai, tứ giai bị giết chết. Như vậy 10 năm chính là hơn 1.000 con. Nếu gom hết tất cả những linh thú này vào cùng một chỗ, vậy thì sẽ có sức chiến đấu kinh khủng tới bậc nào. Không như hận nhìn đường phong đầy vẻ khinh thường, mỉ mai nói. <laughs> là thông qua bí dược mà thuận dưỡng ra, thực lực của những linh thú này cũng không quá cường đại. Nhưng thông qua bí dược thuận dưỡng, sức chiến đấu sẽ được nâng cao. Chu kỳ trưởng thành cũng được rút ngắn xuống chỉ còn vài tháng Bất quá thời gian sống của chúng cũng rất ngắn. Có thể nói thông qua bí dược, sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực của chúng đều được dùng hết vào trong thời gian nửa tháng. Hơn nữa trong cơ thể chúng cũng không sinh ra nổi đan. Thật sự là vô cùng kỳ quái. Cuối cùng, cũng tìm được điểm có thể trào phúng đường phong rồi. Không như hận trong nội tâm, cảm thấy vô cùng đắc ý. Có loại bí dược tạm môn như vậy ư? Đường phong ngạc nhiên hỏi. Sở Văn Hiên gật gật đầu. Có, hơn nữa đối với nhân loại Cũng có chút tác dụng Người có muốn thử một chút không Chỉ cần sử dụng trong vòng một tháng Thực lực của người có thể so sánh với thiền giai Nhận đoán chừng Chỉ có thể sống một ngày Sau đó phải chết Cái này thì không cần Đường phong vội vàng cử tuyệt Đây là một loại bí dược tà môn Hơn nữa còn có tác dụng đặc biệt Đem tất cả sức chiến đấu Mà một con linh thu có được Tập trung trong thời gian hơn 10 ngày ngắn ngủi có thể đoán được sẽ có bao nhiêu tác dụng phụ sau khi nuôi dưỡng thành chỉ có thể sống được 10 ngày cũng không phải là điều gì lạ chỉ là muốn tìm nhiều ấu thú như vậy quả thật rất khó bất quá ô long bảo dù sao cũng là sản nghiệp của đại tuyết cung với thực lực cùng thủ đoạn của đại tuyết cung muốn tìm kiếm một chút ấu thú linh thú mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng không phải là chuyện quá lớn vì bồi dưỡng những đệ tử huyền giai này ô long bảo đúng là cam lòng bỏ ra tiền vốn. Trong lòng đường phong cũng không khỏi bội phục. Hai tên tiểu quỷ các ngươi. Sở Văn Hiền cười âm trầm, nhìn hai người không chút hào ý. Các người được chiếu cố đặc biệt, đi theo ta. Vừa nói vừa mang hai người đi đến bên cạnh. Bên cạnh có hai căn phòng so với những căn còn lại lớn hơn gấp bồi. Hình dáng cũng giống như vậy, đều bị khóa chặt cửa. Phía trên cánh cửa có một cái lỗ nhỏ, giờ phút này từ trong hai căn phòng đều truyền ra tiếng gầm gừ trầm thấp, thậm chí đứng bên ngoài cũng cảm nhận được khi thế điên cuồng cùng tàn bạo phát ra từ hai con linh thú ở bên trong. Mùi máu tươi phiêu tán bên trong không khí cùng với âm thanh đánh nhau đã kinh động đến chúng. Chúng hiện tại đã bắt đầu bất ổn. Không cần ta phải nhiều lời. Đây là cố ý chuẩn bị cho hai người các ngươi. Đừng có làm ta thất vọng. Sở Văn Hiên nhìn hai người mở miệng nói. Không như hận hư lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến trước một căn phòng. Hai chân nhẹ nhàng nhúng một cái, nghi người bắn thẳng vào bên trong cái lỗ, biến mất trong tầm mắt đường phong. Đường phong chậm rãi lắc đầu, đi đến phía trước căn phòng còn lại, cùng nhảy thẳng vào bên trong. Sở Văn Hiên đứng bên ngoài, cười đầy âm hiểm, lẩm bẩm. Hai tên tiểu tử biến thái các người, cứ từ từ mà hưởng thụ a. À hai con linh thú bị nhốt trong căn phòng kia đều đã trải qua bồi dưỡng cùng lựa chọn cẩn thận. Có thể nói, quá trình bồi dưỡng hai con linh thú này đã bắt đầu từ hai tháng trước, đặc biệt chuẩn bị cho hai người đường phong cùng không dư hận. Dựa theo đẳng cấp linh thú mà bình phán, sức chiến đấu của hai con linh thú này tương đương với hai vị cao thủ địa giai trung phẩm. Dùng ước lượng của độc nhãn quái nhân với thực lực chân chính của bọn họ, hai người này nhất định có thể giết chết hai con linh thú ở bên trong nhưng nhất định cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ bị thương là không thể tránh khỏi dù sao huyền giai đối phó với địa giai trung phẩm đều có thể chiến thắng dễ dàng hơn nửa người trẻ tuổi không bị thương thì làm sao có thể phát triển cao thủ ô long bảo bồi dưỡng ra đều là tên anh trong tên anh đều có thể lây yếu thắng mạnh có thể nói nhóm đệ tử huyền giai năm nay so với cao thủ địa giai hạ phẩm của những môn phái phổ thông không yếu hơn bao nhiêu biểu hiện của đường môn cùng không dư hận lại càng thêm chói mắt một thân thực lực còn hơn cả địa giai hạ phẩm phổ thông đáng tiếc duy nhất chính là dưới cường độ huấn luyện cao của nguyễn phương thức huấn luyện tàn nhẫn này tỷ lệ tử vong phi thường cao khiến cho số lượng tên anh của ô lòng bạo một mực không nhiều lắm hơn nửa tên anh bồi dưỡng ra đều bị đại tuyết cung mang đi nếu như không phải vậy lý đường đế quốc tam đại thế lực sẽ không có đại tuyết cung mà biến thành ô long bảo rồi hai năm trước là công chủ vừa chết quan hệ giữa ô long bảo cùng đại tuyết cung càng ngày càng xấu đi khiến cho toàn bộ tên anh bồi dưỡng qua nhiều năm như vậy đều biến thành định nhân của ô long bảo quả thực không khác gì tay trắng mỗi lần nghĩ đến chuyện này sợ văn hiên đều vô cùng đau lòng Đường phong vừa tiến vào bên trong phòng, còn chưa thích ứng được với ánh sáng bên trong. Phía bên phải đột nhiên truyền đến một luồng kình phong, chính là công kích của con linh thú bị nhốt trong này. Con linh thú này đã bị bỏ đói vài ngày. Giờ phút này người thi mùi của đường phong tự nhiên cơn đói sẽ kéo đến, không thể chờ đợi được, muốn đem đường phong xé thành mảnh nhỏ ăn cho no nê. Đường phong vội vàng né qua một bên, tránh thoát được một kích của nó, lập tức tranh thủ thời gian quan sát còn linh thú mà bản thân hắn sắp phải đối mặt là loài linh thú gì. Từ ngoại hình mà nói, nó có điểm giống như sư tử. Trên trán mọc ra một cái sừng. Ánh sáng trong phòng rất mù mờ, chỉ có một chút ánh sáng xuyên qua cái lỗ, chiếu vào bên trong phòng. Cho nên đường phong cũng nhìn không rõ lắm. Một kích không thành, còn linh thú này nổi giận gầm lên một tiếng, dùng một loại phương thức điên cuồng hướng đường phong đánh tới một người một thú dường như là đang chơi trốn tìm bắt đầu không ngừng truy đuổi nhau khi biết được thí luyện lần này là chiến đấu với linh thú đường phong đã chắc chắn rằng hắn có thể hoàn thành một cách nhẹ nhàng bởi vì linh khiếp nhang có thể hiệu lệnh cho tất cả linh thú hơn nửa trước kia cũng đã được linh thú trợ giúp một lần đàn điện của hắn có chứa vô số âm hồn linh thú cho nên không đến thời điểm vàng bất đắc dĩ đường phong không muốn tay mình nhiễm máu tươi của linh thú.